Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Như các bạn đã thấy trên màn hình của chúng ta thì Bảy tôi đang ngồi làm cái video nhạc dương cho các bạn. Cái này thì cũng chỉ thông báo cho các bạn, những anh em nào mà đang đợi chờ, đang mong chờ cái video nhạc dương đến thứ Bảy á, full map Sumeru đấy, thì là Bảy vẫn đang làm, đang cố gắng để hoàn thành nhanh nhất cho các bạn. Bởi sắp tới chúng ta sẽ có map mới của 3.8 này, rồi còn cả một vương quốc mới của 4.0 nữa. Và các bạn thấy cái video này nó cũng dài đâu đấy là khoảng 2 tiếng 48 phút. Đó, nó cũng rất là dài đúng không? Nhưng mà đấy thì không phải là cái chủ đề chính của video ngày hôm nay. Hôm nay thì Bảy tôi có nhận được một cái chiêu trò lừa đảo mới, đặc biệt là với những bạn nào đang chơi Android, các bạn đang thắc mắc cái vấn đề là làm sao để có thể là cập nhật được cái phiên bản mới nhất của Cinepack trong phiên bản 3.8 đúng không? Chỉ còn vài ngày nữa thôi, à đâu không phải vài ngày mà khoảng tầm hơn chục ngày nữa chúng ta sẽ bước đến cái phiên bản 3.8. Và làm sao để cập nhật được khi mà Android đã bị ban. Tại Việt Nam của mình thì Cinepack đã bị ban khỏi cái cửa hàng Google Play. Thì làm sao để cập nhật được, nhiều bạn cũng rất là thắc mắc. Và cái chiêu trò lừa đảo này không biết là bên Tây đấy họ biết thông tin ở đâu ra là Việt Nam của chúng ta bị ban IP. Đã xuất hiện những cái chiêu trò lừa đảo như sau các bạn ạ. Đó là, đây, để tôi mở cho các bạn xem. Đó là có một cái thư kiểu như là mời bạn cập nhật. Đấy, đây tôi sẽ lấy cái ví dụ này thôi. Đây, phải lấy cái ví dụ này cho các bạn dễ hình dung nhá. Của tôi đó là hóa đơn đính kèm đúng không? Còn của các bạn nó sẽ kiểu như là phiên bản cập nhật mới nhất của Cinepack 3.8 chẳng hạn. Đó, nó hiện lên như này. Và nó là tiếng Việt nha các bạn nhé. Nếu mà tiếng Anh cơ thì anh em mình còn dễ lọc. Đằng này nó chơi hẳn tiếng Việt luôn, cực kỳ là dễ lừa này. Sau đó nó đính kèm một cái file kiểu tệp zip như này. Tức là yêu cầu các bạn nhập về xong các bạn giải nén bằng cái mật khẩu này. Và sau khi giải nén ra thì các bạn có thể biết rồi đấy, nó sẽ có cái chuyện gì đấy xảy ra. Và các bạn thấy tên là tên tiếng Việt, tên tiếng Việt nhá, nhưng mà không phải đâu các bạn ạ. Các bạn phải check kỹ cái đường link email này này. À, đây mới cái đường link chuẩn này. Đây là mail bên nước ngoài nha. Mail hoàn toàn bên nước ngoài và ở một cái bên thứ ba không có xác thực các bạn ạ, gửi cho chúng ta. Và nếu các bạn không đọc kỹ, không kiểm tra kỹ mà các bạn nhìn thấy kiểu tiếng Việt như thế này là file của bản mới nhất 3.8 cập nhật này, hãy ấn vào tải ngay này, mật khẩu cập nhật sẽ là Genshin 1224 hay là Impact 1224 kiểu đấy, rất đơn giản đúng không? Hoàn toàn tiếng Việt mà chúng ta không thể nghi ngờ được cái gì cả, nghĩ rằng chắc là có ai đấy tốt mà gửi cho mình đúng không? Các bạn lại tải cái file tệp zip này về, sau đó các bạn giải nén ra và bung ra một cái máy của các bạn nó bùm. Có thể là máy điện thoại các bạn sẽ bị virus bị hack này, hoặc là máy tính của các bạn sẽ bị virus bị hack này. Nhưng mà thường thì nó sẽ hướng tới cái đối tượng là những anh em mà đang chơi ở trên điện thoại thôi, bởi vì Android thì hiện tại không có tải được. Thành ra các bạn phải lưu ý nhá, với bất cứ một cái mail lừa đảo kiểu nào như thế này thì các bạn phải check lại nhá. Check lại cái đường email này xem có phải là cái đường email của Việt Nam mình không nhá. Chứ còn cái đường email kiểu như thế này thì nhìn cái là biết là của Tây rồi này, nhưng không biết tại sao nó lại có thể là đổi tên tiếng Việt được, có thể là Google dịch chẳng hạn. Đây là cái cảnh báo mà Bảy tôi muốn gửi đến tất cả các bạn, đặc biệt là những anh em nào mà đang chơi bằng Android, các bạn rất mong chờ cách để làm sao cập nhật được phiên bản mới của 3.8 trong cái thời gian mà The Cinepack bị ban khỏi cửa hàng CF Play. Cách hiện tại duy nhất Bảy tôi nghĩ ra được và có thể hướng dẫn các bạn được ngay, đó là các bạn lên trang Facebook, trang chủ của The Cinepack nhá. Đó, sau đó các bạn nhìn thấy cái phần đáng chú ý này, cái phần tin nhắn ghim ấy của The Cinepack. Nó sẽ có một cái đường gọi là cái link tải file APK này các bạn. Các bạn thấy cái đường link này không? Cái link 1 này. Thì khi mà cập nhật phiên bản 3.8, các bạn sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ xóa cái game Genshin Impact của chúng ta hiện tại đang chơi đi là 1. Nếu mà nó không tự cập nhật nhá, tôi vẫn rất hy vọng rằng là đến khi mà cập nhật phiên bản 3.8 thì Genshin Impact ở trong game của các bạn nó tự động nó cập nhật đi lên. Nó tự động nó cập nhật đi lên chứ không phải là chúng ta phải xóa đi nhá. Nhưng mà nếu nó không tự động cập nhật thì sao? Thì các bạn bắt buộc phải xóa cái game Genshin Impact các bạn đang chơi đi. Sau đấy là các bạn vào trong cái trang của Genshin Impact trên Facebook này. Các bạn có cái phần đáng chú ý, các bạn ấn cái phần link tải này. Các bạn tải cái file APK mới nhất về. Nhớ là phải sau khi cập nhật phiên bản 3.8 rồi nhé, bởi vì trước đó sẽ là link cũ ấy. Đây là cách duy nhất và an toàn nhất Bảy có thể nghĩ ra được ở trong cái thời gian Genshin Impact bị ban khỏi cửa hàng CF Play. Chứ còn với những cái cách như kiểu là có người gửi mail xong rồi bảo là cái file này là file của Genshin Impact phiên bản mới nhất các thứ tải về giải nén ra thì không tin tưởng đâu các bạn ạ, khó tin tưởng lắm. Nên là các bạn phải lưu ý nhá, cứ chính chủ, cứ đúng Genshin Impact thì mình tham gia. Ngoài ra thì Bảy cũng sẽ cố gắng là đi tìm hiểu xem là còn những cái cách nào, nguồn nào để cập nhật được Genshin Impact trong phiên bản mới nhất hay không, an toàn cho các bạn nữa. Bảy cũng sẽ cố gắng test trước. Anh em nào mà có biết cái cách mà có thể cập nhật Genshin Impact trong cái thời gian đang bị ban này thì có thể chia sẻ nó ở dưới phần comment.
để bảy tôi tham khảo, sau đó là tổng kết lại thành một cái video là có bao nhiêu cách có thể cập nhật Genshin Impact trong cái thời điểm mà Genshin Impact không xuất hiện ở trên cửa hàng Google Play. Đến đây thì bảy xin kết thúc video tại đây. Tiếp tục là bảy tôi sẽ ngồi làm cái video nhặt xương cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên để lại cho bảy xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi, ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào cũng như hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.